Thế giới hữu vi cũng không phân biệt, cảnh giới vô vi cũng không phân biệt. Thiện Hiện đáp, chẳng phải chỉ có sáu ba la mật đa không có phân biệt, mà sắc cũng không có phân biệt, thọ tưởng hành thức cũng không có phân biệt, cho đến thế giới hữu vi cũng không phân biệt, cảnh giới vô vi cũng không phân biệt. Xá Lợi Tử nói, nếu tất cả các pháp đều không phân biệt, thì vì sao có sự phân chia năm đường khác nhau là địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, người và trời? Vì sao lại phân biệt các bậc thánh khác nhau là dự lưu nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, độc giác, Bồ-đề, Như Lai? Thiện Hiện đáp, do nhân duyên điên đảo, phiền não, nên hữu tình phát sanh ra các loại nghiệp nơi thân miệng ý và do đó đưa đến quả báo. Mặt khác, dục vọng là nghiệp căn bản của quả dị thục và dựa vào đó mà năm đường khác nhau là địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, trời, người được tạo ra. Còn về vấn đề vì sao phân biệt các bậc thánh khác nhau, thì này Xá Lợi Tử, đó là do không phân biệt nên tạo ra dự lưu và quả dự lưu, do không phân biệt nên tạo ra nhất lai và quả nhất lai, do không phân biệt nên tạo ra bất hoàn và quả bất hoàn, do không phân biệt nên tạo ra A-la-hán và quả A-la-hán, do không phân biệt nên tạo ra độc giác và độc giác Bồ-đề, do không phân biệt nên tạo ra Đại Bồ-Tát và hạnh của Đại Bồ-Tát, do không phân biệt nên tạo ra Như Lai ứng chánh đẳng giác và quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ-đề. Xá Lợi Tử, do không phân biệt và đoạn trừ phân biệt nên Như Lai ứng chánh đẳng giác trong quá khứ mới có thể tạo ra các sự sai biệt khác nhau. Cũng do không phân biệt, do đoạn trừ phân biệt nên các vị Như Lai ứng chánh đẳng giác đời vị lai có thể tạo ra các sự sai biệt khác nhau. Do không phân biệt, đoạn trừ phân biệt nên tất cả các bậc Như Lai ứng chánh đẳng giác cùng chư Phật mười phương thế giới ở đời hiện tại thị hiện thuyết pháp mới có thể tạo ra các sự sai biệt khác nhau. Này Xá Lợi Tử, vì lý do đó nên biết các pháp đều không phân biệt. Do không phân biệt nên chân như pháp giới, nói rộng cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, đều là định lượng. Xá Lợi Tử, các vị Đại Bồ Tát nên thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không có sự phân biệt như vậy. Đại Bồ Tát nào có thể thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không có sự phân biệt, thì liền chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề vi diệu không có sự phân biệt, giác ngộ tánh không phân biệt của tất cả các pháp và làm lợi ích cho hữu tình đến tận đời vị lai.